Chào cả nhà. Mời, chào mời được ai đâu. Thôi, quên mất mình tìm đây làm gì. Hôm nay mình sẽ quyết định là cố gắng trèo cao. Chơi cái con mồi mới này, trèo cao càng tốt nha. Khỏe hơn thì ma là đánh này. Tiến lên con sen. Come here, bitch. Ra đây. Ain. Rồi, ra đây hai con kia. Nó tân 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 tân. Cái gì đây? Cái đạn cũng được. Thật ra mẹ mình bảo mình đi tu giác nữa. lịch cứ các bạn. Ai what the hell, đau ghê. Những cái chỗ kiểu này thì có anh em nên cẩn thận, đi từ ngó ngáo ấy, từ ngó như mình ấy. Dễ tạch lắm. Anh, na, mother fuck.
đứng ở giữa là nó an toàn. Tuổi gì? Cho mèo này quen rồi nhé, mấy con vịt không bắt được ta đâu. Let's go. Easy không? Quy luật nào ở đây? À, quy luật cái con khỉ. Đây đây đây. En. Ủa làm sao để mở cái dưới này nhỉ? Từ nhá mình muốn vào đây các bạn. Chắc phải có cái đường mở cái đường dưới này làm sao mở được nhỉ? À, rồi rồi. Thôi kệ đi. Cho xin cái xỉa. Bót à? Ừ, còn lợn béo sumo là... À, Sleepo. Nào, 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 quả nhau con. Nhảy đây, nhảy đây. Này thì anh quen cái trò mèo các chú rồi, không có cửa đâu. Ủa cái gì đây? Hay lắm, độc này không dính vào mình. Yay. Làm sao? À, ta anh tình. Mình chỉ thích nào khi nào ăn được cái kim cương xanh lá cây các bạn. Có cái kim cương xanh lá cây thì phê luôn. Mày bắn súng chết tiệt. Tiên sư bà phát cuối vẫn dính. Cho xin cái xẻng cái. Trời ơi. Chắc chắn là đây luôn. Sáng. Private. Áo hải tặc cho nó chất. Áo hải tặc hơn thôi, áo này hơn. Mình nghĩ áo này hơn các bạn ạ.
ném cho nó phát. Chả biết cái lọ ấy được cái vẹo gì. Này thì cái này này thì kim cương xanh, kim cương xanh. Con này chả có kim xanh nào. Ơ ra đây em ơi, ra đây em ơi, đừng vào chỗ gai. Con nấm này ở đây, ra đây. Cha. Đá mà đây thì bút chanh cái gì đây, letter à, cái gì ngáo đây hơn. Tôi có áo mới, cứ theo mới áo cũ chắc nó có gì không. đông thế. Chúng mày vào đây, chúng mày vào đây, chúng mày vào đây. Hai bé. Kinh chưa. Sợ sợ sợ. Tưởng nào. Sao. Chết chết rồi, chém luôn cái đấy. Bị được gì đây. Bom gì đây. Được. Được thế còn another one cái gì. Mình thích cái xanh xanh kia kìa. Đấy. Cái đấy là cái rất cần trong này các bạn ạ. Có cái đấy, ui nhau không sợ cái gì cả. Em. Mày chọc ai con vịt. Boom. Nổ đúng vào cái đấy luôn. Cái gì? Có màu xanh các bạn, cứ có áo giáp màu xanh là phải lấy. Mày có gì không? Hả? Hai đường này khác nhau đấy, xem nào. Chỉ nhớ của anh hơi bị tốt đấy. What? Vừa nói xong. đây là con vịt. Đây này, đây. What? Từ nhá. Ở đây mà, trời ơi, mình gà vậy. Hai này. What? Điều à? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, nó cách nhau xa nhở. Đây này. Cái 3 nó lại ở đây này. Từ nha các bạn nhở, để mình chỉ nhớ kém vãi các bạn ạ. Chỉ nhớ kém vãi trưởng luôn. Fuck. 78 đâu các bạn, 78 đâu, thằng 7 đây đây. Vịt. Thích chơi đùa giỡn với đại ca. Cái này không ăn được này. Lỗi rồi.
Tại sao nó lại lỗi lỗi thế nhỉ? Ừ, có cái kim cương không được ăn. Ui, đây có mấy hòm này. Ăn được nhiều cái kim cương xanh càng tốt. Cái gì đây? Next room. Phòng bí mật. Lơ 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 lơ. Rồi sao nữa? Vào cái phòng này nghe tiếng thích vãi các bạn. Nghe thích vãi cái âm thanh kiểu vào phòng bí mật đấy. Gì đấy em? Áo giáp xanh. Không biết cứ thấy nó hay hay rồi. À, kia cái phòng này là cái phòng trước khi vào đầu boss ăn được vào phòng này. Gì gì tiếng động được. Mình chạy lại quanh được đây. Lại đi. Nó không mò ra đây à? Xanh và hồng à? Được. Đệ em ở đâu? Hồng. Nè. Hồng đây. Mày nè. Mày này. Lại giở cái trò con bò ra. Mocha. Này có ngon để tao vớ được cái kim cương hồng. Bên này. Còn gì ạ? Màu xanh à? Nó bắt lửa. Ê, con quỷ. Đến giờ rồi con. Cho mày có bom nữa này. Đó. Mày hóa dầu lên rồi. Làm sao? Thường thôi bố con so soi chết tiệt. Làm kim cương cần ăn quá các bạn. Cái gì đấy? Snowball với hả? Được hai skin. Các bác thấy mình pro. Anh em thấy mình có pro bất tử. Ôi, nó bắn đoán đường ạ. Bắn đoán đường. Vãi. Bắt tỏ quá. Bọn mày xong rồi. Có thích bắn không? Này thì bắn này. Con thằng nào? Lao. Bắn đi. Vịt. Tưởng nặng. Được cái trượng này. Ui đồ tím này. Epic này. Epic được cái gì? Wow. Nói chung là cái đồ epic thì các bạn nên giữ. Đi bên này đi. Đây, đây mới con vịt.
Máu mình đang càng ngày càng tăng nhiều các bạn. Từ 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 từ, những cái khu như này cho đi. Cho mình cái epic gì gì đấy. Không, chơi đang có epic. Đang có cái epic gì gì. Vũ khí epic thì các bạn nên giữ vì nó khỏe với sự. Đấy, khỏe không? Bắn phát chết nữa. Ôi chết con nữa. Mấy cái vòng xoay kia mình chưa biết cái quy luật nữa. Ây ấy à. Mày này, ăn bom đi con. Bùm, con chim cho má này. Ô đồ gì à? Ôi, vẫn là cái đàn thường. Cái này sao mở được nhỉ? Từ nha các bác ơi, để em tìm cách mở cái này đã. Hình như là mình phải tìm cái gì đấy đặt vào mấy cái lỗ này. Sao vào được gì? Bạn nghe gì không? Ở đây có hộp đây này. Nó sao vào được cái này? Ôi muốn vào đây vãi. Từ nha các bác, để em tìm hiểu. Thôi đi luôn đây này. Ui, ghê. Căn phòng này được đấy. Ai. Mình ghét cái trượng này vãi. Cho mình cái gì ngon ngon tí phải không? Khó nhở, kiểu vừa phải né bọn vừa phải đánh nhau với cái bọn bắt con này. Áo epic yay. No we're talking. Ôi trời, có hai cái tụ bắn này à? Ơ sao nó không bắn nhỉ? Kiểu gì nó sao phải bắn đi thì sẽ sai. Hay phải đốt lên. Làm sao để đốt? Bùm. Đá chung luôn à. Từ từ đốt đây rồi. Sao mình đốt nó lên nhờ? Ôi quái đánh rồi này phải khỏe. Xí ạ. Giờ sao?
Mình ngáo hết trường, tại sao mình lại đi mở cái này cộng máu. Nó mình thấy là có epic thì nên để epic. Mở cái này để mở gì? Chắc chắn có cái gì để mở đây. À. Trời ơi, có một cái đồ đây. Why? Lấy cái này đây không? À, mình biết được cái đấy cần đến cái gì ấy, sao mình không tóm rồi nhỉ? Thế ra mình biết vẹo rồi. À, có gì đứng lên nào. Sao mình đứng lên chứ nhỉ? Cứ phải cẩn thận các bạn. Không gì ăn đây nữa, chán nhỉ. Em thế nào đổi tuyết thành chôn mây thổ. Tất nhiên là đổi rồi. Chắc phải mở cái này. Có những cái câu đố mà mình không thể nào giải được. Secret quá. À, nó chọn phòng thủ này thứ. Tất nhiên là mình chọn máu rồi. Nhiều máu là quan trọng nhất. À rồi, hiểu rồi. Đấy, chạy nhanh này, cho thêm phòng thủ này, cho thêm mana này. Cái đỏ đỏ này là gì? Đam à? Mình lấy là thêm đam đi. Đánh tay cho nó khỏe. Ý ấy ấy. Chọn phòng thủ nữa đi. What the? Nó còn có cả cái trượng còn hơn cả cái epic trượng. Không thể tin được các bạn. Wow. Oh, Lake, hello. Cái trượng này awesome. Ôi mình đứng ở xa mình vẫn tấn công được rồi. Ôi cái này perfect luôn ạ. Làm như mà mình phải bắn được cái Olaf ạ. Ai, cơ hình đấy, cơ hình đấy. Con lợn này. Thấy ông cái trượng này bá không các bạn ơi. Lại cái gì tím tím này. Crow Armor cộng tốc độ chạy và giáp. Được. Nhận luôn. Hôm nay mình bà với bà qua các bạn. Cái bắn của nó nhìn mình cười. Mày nhá. Ha ha.
thằng. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh em ơi. Làm gì căng. Có gì xẹt xẹt ở đây. Bạn nghe thấy gì xẹt xẹt không? Đấy đấy, mình vẫn nghe thấy gì xẹt xẹt. Nope. Cái này là sao vậy? Hả? Hình như cái này là đều lộ cùng một lúc hay sao? Làm sao để chúng nó phát hết để sao? Nên mình nghĩ là kiểu ném quả bom vào đây này, xong rồi lùi lại ném quả bom nữa này. Đây đi đến đây nhá. Đây lùi lại ném quả bom nữa. À. Đúng. Ui, các bạn nghĩ mình có phá đảo được không? Ô là gì? Nó cần đi không? Đâu 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 đâu. Wow. What the hell? À đây đây. Ta trông nó vẫn bắn. What the fuck? Ô oh, cầm cái trượng này là hợp quá đúng rồi các bạn ạ. Wow. Hả? Ấn nút màn hình với mẹ. Đấy, mẹ mày không biết dùng iPhone các bạn ạ. What the fuck? Ra đây con vịt. Phải tao cầm trượng đây à. Ơ, kẹt này. Kẹt game này, ôi game hay nhờ. Kiểu nó làm bạn kẹt lại xong rồi bạn auto bạn tạch luôn. Khỏe đấy, khó đấy. Epic Dagger. Dagger của Chio kiểu xoẹt phát. Ok. Đổi thì có sao. Đây này, các bạn này, cái Dagger của Chio này. Cái Dagger thì như là tăng tốc độ chạy. To. Luôn luôn phải đấy ngay có những cái căn phòng game hay giấu. Ôi nhiều lúc mình đi nhanh quá mình không kiểm soát được speed của mình nữa. Em đúng ám không đâu em hả? Đúng rồi. Ảo cũng không phải tàu cho lắm, gọi là dùng được. Nhưng mà nó giảm magic đi, giảm attack thôi. Có nên sang phòng tiếp không các bạn ơi? Mình thấy bên này nó có nhiều cái hay lắm. Secret room. Mình thích cái từ đấy kiểu như
tìm được một cái gì what the fuck. Eo ơi, đùa. Như kiểu IT chọn cửa kiểu không đáng sợ chút nào, đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Thôi chọn cái giữa đi. Như nó ra liên tục nhỉ. Ok rồi. À, giảm giáp, giảm magic, giảm suit. Nope. Goodbye. Lại một thử thách nữa. Không sao. Cái này có lăng ba view độ ấm. Sao mình mất máu vậy trời ơi. Hay bảo dùng skill để mất máu đi. Đâu mất đâu. Oh shit. No. À mình mới mất một mạng đầu tiên. Còn hai mạng nữa thì phải. Wow, come on. I know. Get down. Oh, come on. No. Ah. Ôi tuần máu đấy. Come on. Bạn phải cắt. Mình nghĩ là phải cắt tiết hết mấy cái con ngu si rốt nát ở độ này. Xong rồi mình mới đi kiểu cho mày có bom mình chết cụ. Fuck me, mình phải giữ cái chữa. Oh god. Ok các bạn, mình sẽ trở lại vào những cái video gần nhất và mình sẽ finish this shit. Sẽ hoàn thành 30 room. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.